tuổi Giáp Ngọ hợp với màu gì? Nam mệnh thuộc cung Tốn, hành mộc hợp với màu tương sinh thuộc hành thủy là đen, xanh nước biển. Màu tương hợp của hành mộc là xanh lá cây, màu nâu, vàng của hành thổ vì mộc chế ngự được thổ. Kỵ các màu thuộc hành kim là trắng, xám, ghi vì kim khắc mộc, không nên dùng màu thuộc hành hỏa như đỏ, hồng, tím vì sẽ bị sinh xuất, giảm năng lượng. Nữ mệnh thuộc cung Khôn, hành thổ các màu tương sinh như đỏ, cam, hồng, tím, đây là màu thuộc hành hỏa, mà hỏa sinh thổ. Dùng các màu tương hợp của hành thổ như vàng, nâu và dùng màu thuộc hành thủy như xanh nước biển, đen, thổ chế ngự được thủy. Kỵ các màu thuộc hành mộc là xanh lá cây, xanh lục, không nên dùng màu thuộc hành kim như trắng, ghi vì thổ sinh kim, mệnh cung dễ bị giảm đi năng lượng, sinh xuất. Ý nghĩa các màu hợp với tuổi Giáp Ngọ. Màu vàng là màu nắng, màu của ánh mặt trời ấm áp, nuôi dưỡng sự sống trên trái đất, nên màu vàng thường đi liền với cảm giác thụ hưởng hạnh phúc của sự sống tràn trề. Màu vàng thường được liên tưởng tới ánh sáng nên nó cũng là màu của trí tuệ, sự thông thái, anh minh. Màu vàng thường mang lại cảm giác ấm áp, làm con người thấy thoải mái, hoạt động dưới nắng vàng làm tăng sự linh hoạt trí óc. Màu vàng nhạt mang đến sự thu hút, tuy nhiên màu vàng chói lại mang đến sự khó chịu, giận dữ, đặc biệt trẻ em dễ bị phản ứng khó chịu trong các căn phòng màu vàng chói. Ở phương Đông, màu vàng là biểu tượng của hoàng gia, quý tộc, mang ý nghĩa danh dự và lòng trung thành. Màu nâu là màu của sự bền vững và chắc chắn. Đồng thời nó cũng là màu sắc tượng trưng cho sự nam tính. Một số dân tộc coi màu nâu là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc. Màu trắng là biểu tượng của sự hoàn mỹ và cái thiện. Màu trắng mang ý nghĩa của sự đơn giản, nhã nhặn và an toàn. Đây là lý do vì sao bệnh viện thường sử dụng màu trắng, thiên thần thường mặc trang phục màu trắng. Tuổi Giáp Ngọ hợp với số nào?